Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 Nam Mạng, năm 2022 có rất nhiều vận may và chắc chắn sẽ giàu có. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ đi qua và năm mới với rất nhiều những hy vọng đang đến dần. Ai trong chúng ta thì cũng hy vọng rằng mình sẽ gặp được những may mắn, đặc biệt là khi mà bước sang Tết Nhâm Dần, mọi người đều cố gắng không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất trong năm. Trong năm 2022 Nhâm Dần thì có rất nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt trong số đó thì nổi bật có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 Nam Mạng. Trong năm 2022 thì con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cố rất nồng hậu. Cụ thể là những tháng đầu năm thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc hanh thông, thuận lợi. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu Nam Mạng cũng sẽ tìm được rất nhiều cơ hội đổi đời trong năm 2022, cũng như là tình duyên gia đạo rất êm ấm. Trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo về những video cập nhật, những kiến thức về tử vi phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết cho tử vi người sinh năm 1973 Nam Mạng. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng, vận thế tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng nhìn chung khá may mắn và ổn định. Tử vi năm nay dự báo những may mắn có thể mang đến cuộc sống ổn định cho bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng. Tử vi tuổi Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng nhìn chung khá may mắn và ổn định. Tử vi năm nay dự báo những may mắn có thể mang đến cuộc sống ổn định hơn cho bạn. Ở phương diện sự nghiệp, Quý Sửu gặp mạch Việt trợ lực, có vận thế tốt, tiền tài và các quan hệ xã giao đều nhận được may mắn vui vẻ. Tình cảm gặp Hồng Loan chiếu mệnh, cho nên dù đã lớn tuổi thì vẫn có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về phần sức khỏe thì phải chú trọng hơn một chút, bệnh phù xuất hiện, nó có thể khiến cho sức khỏe của bạn nguy hại. Đàn ông Quý Sửu nên chú ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn trong thời gian này. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi trong năm 2022 Nhâm Dần, các thầy phong thủy khuyên những gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Trong năm 2022 Nhâm Dần do Hạ Ngạc Đại Tướng Quân cai trị, khi mang theo kim bài Thái Tuế bên mình sẽ giúp hóa giải được vận hạn của năm. Đặc biệt là với tuổi Quý Sửu vừa mới thoát khỏi hạn Thái Tuế của năm 2021 thì lại càng phải có bên mình hung tinh. Tử vi số dự báo hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, gây tổn hại nhiều hướng, cho nên đối với sức khỏe thì người tuổi Quý Sửu nên chú ý nhiều hơn. Theo tài liệu ghi chép thì bệnh phù là sao nhỏ thuộc hành thổ. Sao này chỉ tình trạng hạn chế về sức khỏe của cơ thể không được như bình thường, giống như là những người đồng trang lứa, khả năng sử dụng sức khỏe để thực hiện các công việc nặng nề là ít. Cát tinh, mạch Việt mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc và thái độ làm việc tích cực, tốt đẹp cho đàn ông tuổi Quý Sửu. Đặc biệt, nó cũng mang đến những cơ hội công việc lớn hơn và nhận được nhiều thuận lợi, may mắn. Hồng Loan là đại diện cho tình cảm nam nữ, muốn kết hôn, cơ hội để kết hôn. Nó mang lại sự hạnh phúc cho người có gia đình và sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được tốt lên trông thấy. Nó cũng đại diện cho sự đẹp đẽ, khoái lạc, may mắn và tốt lành. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng sẽ có đường sự nghiệp vững vàng. Tử vi năm này Quý Sửu Nam Mạng nhận được sự trợ giúp của các tinh mạch Việt. Vận trình công việc của bạn sẽ lên như diều gặp gió, không thể ngăn cản. Đặc biệt là đối với một số nhân viên văn phòng, vì bạn có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú ở nơi làm việc, cộng thêm sức mạnh của các tinh trợ giúp, cho nên công việc giống như là được chấp thêm đôi cánh, vận trình rất tốt, hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng, thu về thành quả lớn. Vì vậy, Nhâm Dần là giai đoạn thuận lợi để phát triển sự nghiệp của nam mệnh Quý Sửu sinh năm 1973. Đàn ông Quý Sửu đứng trước nhiều may mắn để thăng tiến nhiều hơn, có vị trí ổn định sau ngần ấy năm cống hiến. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 Nam Mạng, dự báo đường tài lộc của bạn khá lý tưởng trong năm nay.
Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Quý Sửu được các cát tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển. Người đàn ông này có lối đi riêng, có năng lực để kiếm thêm tiền và tích góp nhiều hơn. Tử vi tuổi Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nói kỹ năng quản lý tài chính của bạn rất mạnh. Bạn thường có thể thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính, vì vậy tổng thể tài sản khá ấn tượng. Những gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật giúp khai sáng trí tuệ, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật phù hộ, vì trên pháp khí có khắc lục tự đại minh chú, kèm theo chú bát nhã tâm kinh, bộ chú tịnh thân và chiêu tài của nhà Phật. Vậy nên những gia chủ tuổi Quý Sửu vừa mới thoát khỏi hạn thái tuế, nhất định phải đeo một chiếc để cầu may mắn và tài lộc. Tình cảm, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng sẽ gặp nhiều may mắn hơn về đường tình duyên. Người độc thân và chưa kết hôn thì có thể gặt hái được một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới sự phù hộ của cát tinh Hồng Loan. Và đương nhiên, người đã kết hôn thì có đời sống tình cảm vợ chồng ân ái mật ngọt. Đàn ông tuổi Sửu sinh năm 1973 có cuộc sống khá ổn định bên gia đình vợ con. Với những người đang độc thân, năm Nhâm Dần cũng là một năm thuận lợi để chúng ta phát triển những mối quan hệ mới. Những buổi gặp gỡ và hẹn hò ắt sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng không mấy lạc quan trong năm nay. Xem bói nói tuổi Sửu sinh năm 1973 bị hưởng bởi hung tinh bệnh phù, thể chất của đàn ông tuổi Sửu năm nay không được tốt cho lắm, thường xuyên đau ốm. Đặc biệt, một số đàn ông Quý Sửu năm 2022 đang bận rộn với sự nghiệp và gia đình, có khả năng mắc bệnh tật do làm việc quá sức khiến cho bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Vì vậy, năm Nhâm Dần bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe, không nên quá bận rộn, hãy kết hợp làm việc với nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, tử vi khuyên bạn nên hạn chế bia rượu và thuốc lá, nếu không sức khỏe của bạn sẽ càng ngày càng yếu đi trông thấy. Để cải vận cũng như tăng cường sức khỏe tình duyên, gia đạo cho bản thân, những gia chủ tuổi Quý Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu. Đây là pháp khí phong thủy được chế tác dựa trên bộ tam hợp quý thần, một trong những pháp khí chiêu tài và hòa hợp hàng đầu của phong thủy. Khi mang theo vòng bên mình sẽ hòa hợp với các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc, hóa giải những xung sát thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu được hóa giải thì tài lộc công danh sự nghiệp sẽ được may mắn thuận lợi. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng dự báo trước sang tháng Giêng âm lịch, dưới sự tác động của các cát tinh và không khí lễ hội mùa xuân, vận tài lộc của bạn lạc quan và tốt đẹp. Thời điểm này, nam mệnh Quý Sửu có thể vừa ăn chơi vừa làm việc thoải mái, nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Mọi mặt của bạn đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề, khó khăn vẫn có thể xuất hiện, nhưng mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tử vi từng tháng dự báo tuổi Quý Sửu vào tháng 2 có các quan hệ gia đình khá lý tưởng. Đây cũng đang là thời điểm lễ hội mùa xuân, bạn nên tranh thủ thời gian nông nhàn vào những ngày này để về quê thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường tiếp xúc giao lưu giữa mình với người thân và kéo theo quan hệ thân thiết lên rất nhiều. Gia vận vì thế cũng được cải thiện. Đàn ông Quý Sửu biết chăm lo cho đời sống của gia đình hơn, bạn cũng nhận được nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm, giúp cho bản thân có được cuộc sống tốt hơn. Tháng 3, đánh giá 5 sao. Tử vi tháng 3 năm 2022 của tuổi Quý Sửu nam mạng dự báo với sự trợ giúp của cát tinh Mạch Việt, đàn ông Quý Sửu có vận trình sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, một số người tuổi Quý Sửu nam mạng ở vị trí cao có thể được công ty cử đi công tác. Đây có thể là cơ hội phát triển tốt nhất cho bạn. Vì vậy, hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung, công việc tháng này của bạn có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và sự phát triển sự nghiệp sau này của bạn. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng dự báo tình trạng có thể không được lý tưởng trong tháng này. Bạn bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhiều nam mệnh Quý Sửu 49 tuổi thường tỏ ra chán nản, cáu gắt trong tháng này. Về quan hệ giữa các cá nhân cũng dễ làm mất lòng người khác vì tính tình không tốt, điều này gây bất lợi cho bạn.
Tường Vi Thắng khuyên bạn nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Sửu sinh năm 1973 dự báo bạn có chút xui xẻo trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài. Đàn ông tuổi Sửu phải chi tiêu nhiều hơn, nhưng lại không có nguồn thu, tiền tiết kiệm cũng phải lấy ra. Tình hình tiêu dùng của đàn ông tuổi Quý Sửu trong tháng này sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu không quản lý được cán cân thanh toán của bản thân, rất có thể sẽ khiến cho tài chính căng thẳng hoặc túng thiếu trong tháng này. Tháng 6, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng dự báo vận trình tình cảm của nam mạng tuổi Sửu sinh năm 1973 khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, mối quan hệ giữa bạn và bạn đời sẽ được cải thiện. Đôi bên có thể dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây trong cuộc sống, cùng ngồi lại bình tĩnh và nói chuyện. Điều này rất hữu ích để mối quan hệ của bạn xích lại gần nhau và hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, một số đàn ông Quý Sửu còn độc thân. Với sự giúp đỡ của cát tinh Hồng Loan cũng có thể làm quen với một số người khác phái. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể thoát ế trong tháng này. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Năm 1973, mối quan hệ với các cá nhân của đàn ông tuổi Sửu sinh năm 1973 được cải thiện. Xã giao phát triển rất tốt, bạn có thể thường xuyên gặp được một số người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Nó giúp bạn nâng cao các mối quan hệ, tạo ra sự thuận lợi trong sự nghiệp và công việc của bạn. Có rất nhiều cơ hội dành cho bạn. Vì vậy, đàn ông tuổi Sửu sinh năm 1973 trong tháng này phải trau dồi những mối quan hệ của bản thân và cố gắng làm quen với càng nhiều người càng tốt. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng, dự báo tài lộc của bạn có phần khởi sắc, được thúc đẩy bởi cát tinh. Những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các thu nhập phụ của quý ông tuổi Quý Sửu cũng tăng đáng kể, vừa có tiền vừa có nhiều may mắn. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tử vi 12 con giáp dự báo, khi bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của đàn ông tuổi Sửu sinh năm 1973 có thể đáng lo ngại hơn, đặc biệt dưới tác động của hung tinh bệnh phù. Một số người tuổi Sửu có thể bị các bệnh lý khác nhau như là ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng. Vì vậy, người tuổi Quý Sửu nên chăm sóc sức khỏe tốt trong tháng này, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn. Đừng để các hung tinh và bệnh tật có cơ hội làm cho bạn sức khỏe suy yếu đi. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của nam mệnh tuổi Sửu về mọi mặt của tài lộc đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tuy tài lộc ổn định nhưng sự phát triển tương đối chậm. Nếu quý ông tuổi Sửu sinh năm 1973 muốn tiến bộ, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2022 nam mạng dự báo, đường tài lộc của bạn vẫn lạc quan trong tháng này. Hầu hết tuổi Sửu đều có trạng thái tinh thần tốt và cuộc sống của bạn rất năng động và tràn đầy sức sống. Bất kể bạn làm gì thì mọi việc diễn ra đều tương đối dễ dàng và suôn sẻ, nhìn chung là không tệ. Tháng 12, thời gian từ 5 tháng 1 năm 2022 đến 4 tháng 2 năm 2022, đánh giá 3 sao. Khi bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của nam mệnh sinh năm 1973 có thể không được tốt cho lắm. Do thời điểm cuối năm đang cận kề nên để đón năm mới, đàn ông Quý Sửu có thể sẽ bận rộn với công việc chuẩn bị cho năm mới. Ngoài ra, còn có rất nhiều công việc phải giải quyết ở công ty, cho nên tuổi Sửu cảm thấy không được như ý. Có thể vì quá nhiều việc phải giải quyết, cho nên có thể nam mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 căng thẳng mà sinh bệnh. Vì vậy, những người thuộc tuổi Sửu sinh năm 1973 cũng nên chăm sóc bản thân trong tháng này, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá vất vả. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì trong tương lai để có thể lên đời đổi vận, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.